ui 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 ui. Đâu vậy? Nhìn thấy không? Thấy à? Thấy không người? Á dài. Mày chết. Đang bò bò cả lên ngọn ngọn cao kìa. À à. Thấy không người? Ui xài ơi. Hàng hàng khủng rồi. Ờ. Hơi lắng à? Hơi lắng với chúng tôi à? Mặt tỉnh thế nhỉ? Ủa, trắng tinh rồi hả? Kinh. Cái bụng nó ướt ra trắng tinh. Nó mèo nó bắt cái cầu. Đây không người? Nhìn nào. Nhìn nó neo lên cái cao này, nó bám vào nó neo để nó phơi phơi lắng này. Đúng lúc nhìn anh em mình là tí đang định tụt chạy. Mày chạy đâu? À, à, nó nhổ. Đi chưa? Đây này. Cái đít của nó đang ở đây này. Cái này nó vậy nhau phát trắng tinh luôn. Đấy, đấy, xuống, cái nó kẹt đây anh không? Cái nó để xem con này nó làm sao. À, lại vòng lên à? Hãi à? rắn sợ độ cao kinh nhỉ. Ừ. Đây nha mọi người, nó còn thấy thi đuôi nhưng mà nó bám rất là chắc luôn. Đây là nhìn này, thấy không? Đấy. Ui giời ơi 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 tiếp nhỉ, thắng nó bay đấy kinh. Đấy, xuống ấy. Để tự xem là nó có phí xuống lại lên. Mọi người nhìn thấy cái đuôi nó bám chắc chưa? Nó chỉ cần nó vào một tí thôi là nó đã gì rồi. Giống rắn mà này. Đấy, chuột rồi. Nếu mà buông đuôi ra chuột là rơi. Ờ. Rồi. Đấy giờ cổ đây nhỉ. Kinh chưa? Đấy đứng. Ôi kìa con đây à? Cái gì đấy? Kìa, đây. Đây. Đây một con nữa này. Trời, đấy nó này. Kia một con nữa này. Ba con. Đây nha mọi người, đây một con, đây hai con, kia một con nữa này. Ba con. Đúng rồi. Con gì xài ơi. Mỗi con còn một góc. Ờ thế con kia là kiểu như nó vào nó cho hai thằng bạn nó đi cùng cái nhỉ. Đây này, một mình đi luôn neo vào bạn làm gì, đang trên cây neo vào bạn để làm gì? Dẫn lối. Đây này, cho nó vào đây đi. Ý là ta bị bắt thì chúng mày không thoát được. Ừ. Thằng này là thằng bạn đẻo rồi. Mày chết. Này đây con này hình sắp nột thế rồi. Con này nột thì cái con kia nó đã neo lên để cho nó nột nột rồi đây. Ui, cắn ngay mà. Cắn ngay, dòng này cắn ngay. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình xiên nướng của chúng tôi. Mày chết chưa? Này. Con này trèo cây, còn hai con này nấp bên dưới đi. Chạy đâu được. Khổ. Mà ý là một thằng chết rồi là kéo thêm hai thằng nhá. Bị nó giận. Đuôi này đuôi gian phu dâm phụ, thằng này tán con này không được nhá. Ừ. Con này đuôi ngắn chắc là rắn cái này, hai con này rắn đực này. Đã bỏ rồi, không yêu thì đừng làm nhau đau đến lúc cõng đi hết. Ác nhỉ. Hùng lắm. Cái dòng này bao giờ nó hùng mà. Nó nằm trọn đây, vớ vẩn trên cái bạt này vẫn khoắn. Thiếu gì? Đúng rắn giờ nó ra ngoài đây. Bắt từng con cho vàng này. Đó, kìa. Chỉ nhằm cắn đây nha mọi người. Cái dòng này giờ nó chỉ nhằm là nó táp thôi, thế mới tài. Cổ này cay. Cổ này cay. Cái này cay lắm. Giờ đấy đấy, bây giờ mới há mồm ra bảo là tao làm gì? Tao đã làm gì sai? Mà mày lại dồn tao vào trong cái thế bí gì chưa? Cay bạn mày à. Tự nhiên rút vào đấy anh em tao lật ra mới thấy. Cũng có biết đâu. Nó nằm yên chứ. Ừ. Nằm yên luôn. Đại bác luôn vậy. Mới to rồi. Cũng còn đàn cái mà to thế. Ôi, cái bây giờ cũng to hơn được. Nuốt bãi hạ trống. Đớp nhiều chưa? Mấy cái con
Rắn cái này ăn nhiều. Mà dùng dùng con rắn đực như phá à chưa? Con kia chắc là vừa ấy xong. Đây. Đấy, mọi người, con cái bây giờ nó cũng to gấp đôi con đực nó nhé. Này con đực này, giờ đuôi vẹo sang bên. Khổ thân. Làm việc quá sức nên canh cuối cùng là lại bị nôi vào thế chưa? Làm vẹo sườn nó mệt quá chưa? Đú vừa đú ở trên cây mệt quá nhỉ? Nằm chọn đây. Đây à, chỗ này nhỉ? Đúng rồi, chỗ đấy. Mỗi con chỗ rồi chưa? Là chia rồi chưa? Chia rồi. Địa bàn chia cũng chạy đâu được. Kinh. Con này ngọc cao đấy việc. Cao. Đấy. Mỏ ngay mà. Ừ, con này cao ấy nhỉ. Nửa người rồi. Nửa người luôn. Đấy mọi người, nếu mà đây là anh em viên quay đây này, quay như này cho mọi người xem này. Hết cả đây, mình ngồi xuống à. Này gần bằng người mình luôn. Khiếp. Ui. Con này nó nhanh hơn hai con kia. Con này nhanh nha. Nhanh nó mới trèo lên cái cây. Không phải con đực bao giờ nó thế coi nhá. Con đực nó có một cái gì đấy nó mạnh mẽ à chứ. Kìa, ngọc ác nhỉ. Nhìn ngọc như hổ mang chúa. Nửa người luôn. Thôi hạ xuống đi để tao bắt. Gớm. Bắt con này kiểu gì đây ở biển. Thôi cứ vòng cái đuôi bắt cho nó ok chứ. Đấy, thế. Tránh trường hợp là cậu điên tiết cậu lại làm phát. Mới bị cắn xong đấy. Người hãn rức ấy. Thấy không? Thế yeah, nó mới được. Nhẹ nhàng đúng không? Ba con nhé mọi người. À, nói chung là loài rắn này nó sống nó cũng như người mà. Đi đâu nó bày đàn nhá. Bày đàn. Không cứu tao rồi tao cho mày chết cùng. Ừ. Đấy nhá, phì phì ra cứu tao thì tao không gì đâu chưa. Ok, ba con nhá. Bây giờ anh em mình đặt hết cái khu bàn này lên để xem còn nào không. Đây, dọc cái dãy này rất nhiều bạc. Rất là nhiều luôn đấy. Thì anh em bây giờ sẽ đi đặt hết để xem còn có đá nó không. Thì mọi người có xem clip tiếp theo anh em mình nhá. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhá. Ok đi anh ạ. À.